Cái mẫu cần câu suối rất là đẹp, chất liệu carbon, khoen Fuji, chiều dài là 1m57. Cái cần thương hiệu là Ginoza, tên cần là Clever S522L. Cái cán là chất liệu bằng bằng thiết kế cái kiểu nó thiết kế rất là đẹp. Đó. Vừa cái tay cầm nó tạo cảm giác rất là êm. Bát Fuji, đây là cái logo của cái thương hiệu Tatsuri Nuja. Đây là cái logo thương hiệu của cái nhà sản xuất Tatsuri Nuja. Bát Fuji, bát thiết kế rất là đẹp. Cái cán cần lên tới cái bát máy thì nó tầm khoảng 25 cm, rất là ngắn, rất là gọn, rất là thích hợp cho các bạn đi lùa suối. Đây là cái tên cần Clever S522L. Cái cần này có độ cứng là L, chiều dài là 1m57, tải mồi là 2-7 gram, tải dây là 2.5-6 lb. Cái đường kính cái gốc này, đường kính của cái gốc này là 7 mm, cây rất là nhỏ, rất là nhỏ. Khoen Fuji, cây này là khoen Fuji chân ca, khoen Fuji Akonai chân ca. Cây cần nó có tất cả là 8 khoen. Đây là cái khúc đó. Cây cần có 8 khoen. Đường kính đọt là 1.4 mm. Đầu bu chống xoắn. Độ cứng là L. Đó. Có nghĩa là rất là nhiều. Trọng lượng cái con này rất là nhẹ. Trọng lượng cái con này rất là nhẹ, nó 70 gram. Cái con có trọng lượng là 70 gram. Thích hợp cho các em lùa suối. Độc cần L, độc dẻo. Lever.
Các bạn mua hàng xin lưu các bạn mua hàng xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở trên cái video, hoặc các bạn có thể comment để lại số điện thoại ở phía dưới cái video. Ngoài ra các bạn có thể vào website adocau.com xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng trực tiếp ở trên cái website này. Cảm ơn các bạn. Các bạn đừng quên nhấn subscribe kênh và like để ủng hộ Adocau, để được xem những cái video mới nhất từ Adocau. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.